Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây chiều ngày thứ 6 cuối tuần. Và không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây là các thông tin đáng chú ý. Tăng cường sàng lọc y tế, kiểm soát tốt dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Loại gạo ST25 giành giải nhì cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm nay. Năm nay kẹo sô cô la chủ đề Covid-19 bán chạy. Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết đã điều tra trên 2.563 trường hợp tiếp xúc, trong đó có 861 F1 và đã xét nghiệm được 2.344 trường hợp. Kết quả xét nghiệm cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận thêm ca mắc mới nào trong cộng đồng trong 3 ngày gần đây. HCDC đưa ra khuyến cáo người dân không nên hoang mang sau khi tự đánh giá mình có liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới. Theo HCDC, trong quy định hiện nay của Bộ Y tế về truy vết, xử trí tiếp xúc chỉ dừng ở F1, F2, xử lý tốt nhóm này, Việt Nam cơ bản kiểm soát được chuỗi lây truyền. Một số trường hợp đang tự xếp mình là các F3, F4, F5 là không phù hợp với quy định của Bộ Y tế. Tích cực phối hợp với địa phương để tăng cường cái giám sát trong cộng đồng mình sinh sống. Người dân cũng cần tránh cái thái độ quá hoang mang, nghe những thông tin không chính thống, cần thực hiện đúng đủ cái khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đây là một khuyến cáo chúng tôi đánh giá là rất dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. HCDC cho biết, thành phố chỉ đạo lấy mẫu mở rộng học sinh, sinh viên tại các trường học có liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Điều này không có nghĩa là đã có sự lây lan trong trường học, mà đây là xét nghiệm giám sát mở rộng để đánh giá nguy cơ. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 khi không phát hiện thêm ca nhiễm nào mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, vấn đề sàng lọc y tế cần được tiếp tục tăng cường, đặc biệt là tại các bệnh viện. Bệnh viện Nhi Đồng 2 chỉ cho phép một người nuôi bệnh nhi, sàng lọc kỹ người ra vào, khai báo y tế nghiêm ngặt. Người ra vào bệnh viện được phân luồng, với người không có dấu hiệu sốt sẽ gắn vòng xanh. Khi có biểu hiện ho, sốt, phải chuyển một lối đi riêng. Người nhà ta phản kháng tại vì là chăm con nít không phải như người lớn. Tuy nhiên thì bệnh viện cũng cố gắng giải thích và thuyết phục thân nhân thì cuối cùng người ta cũng đồng ý như vậy là không có thăm nuôi gì hết. Còn tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, công tác phân luồng sàng lọc y tế được thực hiện đối với các đối tượng bệnh nhân nội trú, ngoại trú, lẫn người thăm nuôi bệnh. Thì công việc giám sát thì được làm xuyên suốt từ khi đầu mùa dịch đến giờ. Và càng ngày mình cũng phải đảm bảo củng cố và tăng cường giám sát chặt hơn. Luôn có một cái đội giám sát kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở nhân viên mà thực hiện cho nghiêm. Rồi bệnh nhân, thân nhân, người bệnh phải tuân thủ theo quy định. Đến thời điểm này, khâu sàng lọc tại hầu hết các bệnh viện đang góp phần rất lớn cho công tác kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ. Gần đây, nước ta đã ghi nhận các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Để tăng cường công tác phòng chống dịch, kiểm soát người vượt biên và buôn lậu trái phép trên tuyến biên giới, lực lượng biên phòng ở nhiều tỉnh có chung đường biên giới đã triển khai nhiều chốt chặn thường trực. Ngoài ra, các đồn biên phòng còn phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc qua lại các tuyến đường dọc biên giới. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh xuất phát từ việc qua lại trái phép, buôn lậu trên tuyến biên giới. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến lâu dài, các đơn vị biên phòng đã huy động tối đa lực lượng, nỗ lực triển khai chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, khép kín tại địa bàn phụ trách. Vì theo các lực lượng anh em tôi ít, thì nói chung ra cũng phải cố gắng khắc phục để vượt qua mọi tình huống. Sẵn sàng là lực lượng là của là trung đội dân quân cơ động thành phố là phối hợp với các lực lượng là củng cố những nơi mà nó yếu nhất, yếu trên địa bàn của thành phố. Dưới phương châm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, việc kiểm soát tốt các đường mòn lối mở, quản lý chặt chẽ sẽ nâng cao tối đa hiệu quả công tác phòng chống dịch ở tuyến biên giới. Hôm qua, nhà máy thủy điện Buôn Cốp xả lũ lưu lượng lớn, theo người dân họ bị thiệt hại nhiều tỷ đồng vì không được thông báo trước. Sau khi thủy điện xả lũ, hàng chục lồng nuôi cá lăng trị giá gần 5 tỷ đồng của gia đình ông Chung, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã bị cuốn theo dòng nước. Cỡ 5 giờ sáng đó là nó trôi, nó đưa hết cả cái dàn lồng đi luôn. Còn gia đình bà Hoàng Yến Linh cũng đã bị trôi mất 2 cái thuyền, 6 lồng cá trắm, cá lăng và 100 con gà thịt, với tổng trị giá thiệt hại của gia đình bà khoảng 1 tỷ đồng. Ông Hồ Sơn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Rút khẳng định, việc thông báo xả lũ của thủy điện Buôn Cốp là sai so với quy chế phối hợp giữa các bên.
như là lên hơn bình thường 7 mét đấy. Cả nhưng mà họ không thông báo chứ. Họ thông báo được là mình chuẩn bị. Thủy điện xả lũ không thông báo trước theo quy trình đã gây hậu quả nặng nề. Do đó, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của thủy điện Buôn Cốp để có hướng đền bù thỏa đáng cho người dân. Hàng trăm tuyến đường thường xuyên bị ngập nước lầy lội ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh đang được bê tông hóa, lắp đặt cống thoát nước, trồng hoa, cây xanh. Điều này đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, tạo vẻ mỹ quan đô thị cho vùng đất trước đây, mưa thì ngập, nắng thì bụi bay mù mịt. Đường Nguyễn Thị Rành trên địa bàn huyện Củ Chi bắt đầu từ quốc lộ 22 chạy qua 5 xã có chiều dài hơn 18 km, được trắng nhựa, nâng cấp hoàn chỉnh trồng hoa, cây xanh. Thấy được những con đường làng, đường xóm thật là lầy lội. Việc vận chuyển nông sản của bà con, việc đi lại học hành của con em là khó khăn. Nên là đảng ủy, ủy ban xã đã vận động người dân cùng góp vốn với nhà nước để là sửa chữa, nâng cấp lại các con đường. Từ nay đến năm 2025, huyện Bình Chánh đề xuất đầu tư 61 công trình đường giao thông, trong đó nâng cấp mở rộng khoảng 30 công trình, đầu tư xây dựng mới 31 công trình với tổng chiều dài khoảng 86 km. Giờ có đường cống trọt vô là mưa xuống nó về đường cống hết, cái dàn cống này là thoát nước quá tốt, người nào dân ai cũng hài lòng cái đó. Đây là những cái phong trào sẽ tiếp tục nhân rộng trên toàn địa bàn thị trấn để thực hiện các tuyến đường tiếp theo. Việc nâng cấp các tuyến đường không chỉ giải quyết tình trạng ngập sau mưa, hạn chế ô nhiễm môi trường, ùn tắc, tai nạn giao thông mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tin vui cho ngành nông nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Lương thực cho biết loại gạo thơm ST25 của Việt Nam đã đạt giải nhì tại cuộc thi World's Best Rice Contest 2020, gạo ngon nhất thế giới năm 2020. Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lúa gạo thế giới lần thứ 12 tổ chức tại Mỹ. Dù qua nhiều loại gạo đến từ nhiều nước, gạo thơm ST25 của Việt Nam và gạo của Thái Lan là hai loại gạo được vào vòng chung kết. Kết quả cuối cùng, loại gạo dự thi của Thái Lan đạt giải nhất, gạo ST25 của Việt Nam đạt giải nhì, giải ba thuộc về gạo của Campuchia. Trước đó, gạo thơm ST25 đại diện cho Việt Nam đã giành giải nhất tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2019, được tổ chức tại Manila, Philippines. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Nhật Bản, nước này đang hướng tới việc sử dụng robot nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đi mua sắm. Robot này có tên RoboVi, hiện được thử nghiệm tại thành phố Osaka. RoboVi được gắn camera và máy quét bằng laser, có thể phát hiện người không đeo khẩu trang để nhắc nhở. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn, nhưng vui lòng hãy đeo khẩu trang. RoboVi cũng có khả năng phát hiện và nhắc nhở nếu khách hàng đứng quá gần nhau khi xếp hàng. Theo Viện Nghiên cứu ATR, đơn vị chế tạo và thử nghiệm robot này, nó cũng có thể ghi nhớ các thông tin và nơi đặt để các sản phẩm trong cửa hàng để chỉ dẫn cho người mua hàng đến khu vực sản phẩm đó. Nhật Bản đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao trong tháng 11 vừa qua, khi số ca mắc tính đến hiện nay đã vượt 152.000 ca, trong đó có hơn 2.200 ca tử vong. Một số địa điểm công cộng, khu vui chơi tại Anh đang dần mở cửa trở lại sau khi kết thúc lệnh phong tỏa lần 2 kéo dài một tháng. Một trong những nơi được chờ đợi là sở thủ London, điểm tham quan được yêu thích ở thủ đô nước Anh. Không giống như những khu vui chơi khác, sở thú dù đóng cửa nhưng vẫn phải chăm sóc hàng ngày cho hàng ngàn con vật. 15 tuần đóng cửa là thời gian thật sự khó khăn của sở thú. Chúng tôi hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn thu từ bán vé vào cửa. Việc phải đóng cửa không chỉ khiến sở thú mất đi thu nhập, mà còn khiến cho những loài động vật ở đây rơi vào tình cảnh thiếu thốn nguồn lực để chăm sóc. Việc sở thú được mở cửa trở lại là niềm vui lớn đối với tất cả nhân viên làm việc ở đây, đặc biệt khi mùa lễ hội đang đến gần. Ngay sau khi mở cửa, sở thú London đã đón một lượng khách tham quan lớn, dù vẫn hạn chế số lượng so với trước đây để đảm bảo sự giãn cách xã hội. Sở thú London bắt đầu đón khách từ năm 1847. Đây là một trong những địa điểm tham quan được du khách yêu thích nhất khi đến với thủ đô Vương quốc Anh. Để thu hút khách hàng dịp lễ Giáng sinh năm nay, một nhà sản xuất sô-cô-la người Hungary nhanh chóng bắt kịp xu hướng khi tạo ra những chiếc kẹo hình ông già Noel có đeo thêm khẩu trang vô cùng độc đáo. Những chiếc kẹo với chiếc khẩu trang được thêm vào khuôn mặt hình ông già Noel gửi đi thông điệp nâng cao nhận thức về việc đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh. Những chiếc khẩu trang nhỏ được người thợ làm từ kẹo mềm hạnh nhân và đặt lên khuôn mặt của ông già Noel từ sô-cô-la một cách cẩn thận,
che được cả mũi và miệng. Ban đầu anh chỉ làm một số lượng nhỏ như một món quà để nâng cao tinh thần cho khách hàng, nhưng sau đó lượng đặt hàng trực tuyến tăng vọt khiến anh Laszlo phải sản xuất 100 sản phẩm mỗi ngày. Trong khi đó, những cửa hàng bánh ngọt tại Đức cũng mang về không khí Giáng sinh trong mùa dịch này khi tạo hình những mẫu sô-cô-la hình ông già Noel hay những em bé thiên thần tuyết đều được đeo khẩu trang màu trắng. Bộ xương hóa thạch có niên đại khoảng 37 triệu năm của một con hổ răng kiếm sẽ được đem ra đấu giá vào ngày 8 tháng 12 tới tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo nhà đấu giá, bộ xương này được xem là mẫu vật nguyên vẹn với chất lượng rất cao. Được tìm thấy từ một trang trại ở bang South Dakota, Mỹ, bộ xương hóa thạch của hổ răng kiếm này có tên khoa học là Hoplophonus. Con hổ răng kiếm này được cho biết nặng khoảng 160 kg và dài khoảng 1m2. Bộ xương hóa thạch hổ răng kiếm này đã 37 triệu năm tuổi. Nó được định giá từ 60.000 đến 80.000 franc Thụy Sĩ. Bộ xương đã bị tiến vì còn gần như nguyên vẹn đến 90%. Nhà đấu giá này cho biết những chiếc xương còn thiếu đã được tái tạo bằng công nghệ in 3D. Ở phần an ninh trật tự, điều tra vụ trưởng ban quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết. Cầu sắt Dân Sinh bị gãy ngang do xe máy cày. Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại chợ Kim Biên làm chết trưởng ban quản lý chợ xảy ra vào sáng nay. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận 5, khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, ông Nguyễn Văn Tèo Em, sinh năm 1976, là nhân viên quản lý ngành hàng, ban quản lý chợ Kim Biên, đã đến phòng làm việc của ban quản lý chợ, gặp trưởng ban quản lý là bà Lâm Thị Tuyết Hồng để bàn công việc. Do có mâu thuẫn nên Tèo Em đã dùng dao đâm vào vùng ngực của bà Hồng, làm nạn nhân chết tại chỗ. Kế toán trưởng ban quản lý chợ phát hiện và tri hô thì bị Tèo Em dùng dao đâm bị thương. Sau đó, bảo vệ ban quản lý chợ cùng người dân khống chế, bắt giữ Tèo Em, đồng thời điện thoại báo công an phường 13 quận 5 về vụ việc. Nhận tin báo, các đơn vị công an đã khám nghiệm hiện trường và lập hồ sơ ban đầu. Được biết, bà Lâm Thị Tuyết Hồng mới được điều chuyển từ nơi khác về làm trưởng ban quản lý chợ Kim Biên trong thời gian gần đây. Khoảng 13 giờ trưa nay, trên đường Võ Văn Kiệt, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông bất ngờ leo qua lan can rồi nhảy xuống kênh tàu hủ. Mọi người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn hô hoán kêu cứu. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt lặn tìm người đàn ông. Theo nhân chứng, người đàn ông nhảy kênh tàu hủ tên N, 66 tuổi. Ông này có vợ và con, nhà trên đường An Bình, quận 5. Sáng nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt và dập tắt đám cháy bùng phát tại một nhà hàng ở khu vực trung tâm quận 1. Khoảng 8 giờ 30 sáng, người dân phát hiện khói bốc ra từ lầu 3 nhà hàng Tadokoro tại số 15A5 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 nên hô hoán. Tuy nhiên, lúc này nhà hàng trên vẫn chưa mở cửa. Nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường tiến hành công tác dập lửa. Vì lúc này bên trong không có người, lực lượng chức năng buộc phải phá cửa tại lầu 2 để tiếp cận đám cháy. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng một số tài sản bên trong đã bị thiêu rụi, hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến 15 giờ chiều nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã dập tắt đám cháy tại kho chứa phế liệu nhựa khoảng 1.000 m2 tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. 13 giờ chiều hôm nay, người dân phát hiện lửa bốc lên tại xưởng phế liệu nhựa. Do có nhiều phế liệu dễ cháy nên nỗ lực dập lửa của chủ xưởng và người dân xung quanh bất thành. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường. Sau gần 30 phút chữa cháy liên tục, lửa cơ bản bị khống chế, nhưng do đám cháy lan quá nhanh, nhà xưởng rộng gần 1.000 m2 đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ. Cầu suối Mâm tại xã Phú Riền, huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước đã bị gãy đôi khi một chiếc xe máy cày chở đầy củi cao su chạy qua. Cây cầu bị sập đã làm ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người dân địa phương. Chiều ngày 3 tháng 12, anh Lê Minh Tuấn lái chiếc xe máy cày chở đầy củi cao su đi qua cầu suối Mâm. Khi xe máy cày qua gần giữa cầu thì bất ngờ cây cầu nghiêng qua một bên rồi bị gãy đôi rơi xuống suối. Vụ tai nạn khiến cầu suối Mâm bị gãy ngang hư hỏng hoàn toàn, chiếc xe máy cày bị kẹt ngay giữa cây cầu gãy, gỗ cao su bị giang ra khỏi thùng xe rơi xuống suối. Vào thời điểm chiếc cầu bị sập không có người dân qua lại, tài xế ngồi vững trên xe nên không bị thương.
Cầu Suối Mùm có chiều ngang 3m, dài 20m, là cây cầu dân sinh làm bằng sắt bắc qua Suối Mùm. Cây cầu bị sập đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và lao động sản xuất của người dân địa phương. Nhiều người phải mang vác mũ cao su, hàng nông sản đi qua suối hoặc phải qua đường vòng rất nguy hiểm. Hôm nay, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Tân Lập tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ băng trộm đi ô tô, trộm đột nhập cửa hàng điện thoại di động Trung Kiên, lấy đi nhiều máy tính và nhiều tài sản khác có giá trị. Sáng 3 tháng 12, anh Nguyễn Trung Kiên, chủ cửa hàng điện thoại di động Trung Kiên nằm trên đường DT741 thuộc ấp 3 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú đến cửa hàng để mở cửa buôn bán thì phát hiện cửa tiệm đã bị kẻ gian phá khóa trước đó. Kiểm tra camera, anh phát hiện khoảng 1 giờ sáng, hai đối tượng mặc áo trắng, bịt khẩu trang, mang theo đèn pin đột nhập từ cửa trước vào cửa hàng. Chỉ trong vòng hơn 16 phút, cả hai đã tìm kiếm lục lọi lấy đi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Theo một số người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ trộm, nhiều người dân phát hiện một chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng đậu chắn ngang trước cửa hàng điện thoại di động Trung Kiên. Lúc này có hai đối tượng đứng ngay trước xe. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ban chủ huy quân sự huyện Di Linh đã phối hợp với đại đội công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức thu gom và đưa hơn 2 tấn bom mìn, đạn dược và vật liệu nổ đi tiêu hủy. Số bom mìn này được người dân phát hiện trong phần đất của mình khi xây nhà. Trước đó, số bom mìn đạn dược này đã được tìm thấy tại tổ dân phố 10, thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, khi ông Cao Bá Duy đang làm móng xây nhà. Sau khi phát hiện, công an và ban chỉ huy quân sự huyện Di Linh đã bảo vệ hiện trường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Qua thu gom, lực lượng công binh đã thu được 34 đầu đạn pháo, 1 quả mìn, 13 đầu đạn M79, 1 quả đạn cối, 1 quả lựu đạn, 3 thùng đạn Đại Liên và 1 thùng đạn AR-15. Số đạn này được xác định còn sót lại sau chiến tranh. Trong ngày 3 tháng 12, việc thu gom, vận chuyển và tiêu hủy đã được lực lượng công binh xử lý an toàn. Thông tin cập nhật thưa quý vị. Đến 18 giờ chiều nay, Bộ Y tế thông báo không có thêm ca mắc mới trong 24 giờ qua. Việt Nam hiện có 1.361 ca nhiễm. Còn thế giới đến nay đã ghi nhận hơn 65.600.000 ca mắc COVID-19. Nhiều quốc gia bắt đầu lên kế hoạch cho các chương trình tiêm chủng với quy mô lớn. Nga chính thức khởi động chương trình tiêm chủng phòng COVID-19 vào hôm nay và dự kiến sản xuất 2 triệu liều vaccine trong vài ngày tới. Nước Anh cũng sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng vào tuần sau với khoảng 800.000 liều vaccine đầu tiên. Chính phủ nhiều nước châu Âu khác như Italia, Hungary và Đức đang xem xét áp đặt thêm hoặc gia hạn các lệnh hạn chế hiện có. Còn Áo bắt đầu chương trình xét nghiệm đại trà. Còn tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho phép rút ngắn thời gian cách ly chỉ còn 7 đến 10 ngày nếu kết quả xét nghiệm trong thời gian này cho ra âm tính. Quyết định này giảm bớt gánh nặng lên hệ thống y tế và kinh tế, nhưng gây tranh cãi ở nhiều chuyên gia y tế. Tại châu Á, Nhật Bản đang đối mặt làn sóng dịch thứ 3. Osaka đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế và yêu cầu người dân ngừng ra ngoài không cần thiết từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 12. Còn Hàn Quốc thì có trên 600 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Bộ Y tế nước này đã yêu cầu hủy các buổi tiệc Giáng sinh và năm mới. Hàng quán sẽ phải đóng cửa lúc 9 giờ từ 6 tháng 12. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 60 giây chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Kính chào tạm biệt quý vị.